khí Green S, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Những chiến thuật đã cũ thường khó tạo được bất ngờ. Tập thể Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục làm thế nước rút, nhưng ekip Đồng Tháp đã nắm bắt được. Thầy trò huấn luyện viên Trần Văn Quýt đã làm thế nào để Nguyễn Tấn Hoài giành chiến thắng chặn đầu tiên ở cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh non sông liền một giải năm 2021? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Vua Nước Rút. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Là tập thể đang nắm giữ cả áo vàng, áo xanh và nhất đồng đội, Thành phố Hồ Chí Minh phải ráp đội hình giữ nhịp đoàn đua để sẵn sàng hóa giải các đợt tấn công. Cách tốt nhất là để những vận động viên ít có khả năng tranh chấp danh hiệu tách tốt đi, vừa phá được điểm áo xanh, vừa giúp đội hình 14 tay đua giữ được thể lực cần thiết cho đoạn nước rút. Đã bắt đầu có những cuộc tấn công mạnh mẽ hơn ở phía đầu của tốp đông, và xem liệu Nguyễn Minh Thiện cùng với Phạm Công Trứ có thể thoát hẳn ra được khỏi sự đe bám của các đội đua trong đoàn đông phía sau. Các đội đua vẫn đang đi với nhau thành một chùm đông, và ở phía trên thì vẫn đang do các đội đua của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama và Thành phố Hồ Chí Minh New Group chủ động. Chúng ta tiếp tục chứng kiến thêm một đợt tấn công nữa, rất nhiều đợt tấn công của các ekip khác nhau, từ 620 Châu Thới Vĩnh Long đến các đội đua thuộc ekip Đồng Nai An Giang. Và chúng ta hãy cùng chờ xem đội đua nào sẽ là người giành chiến thắng tại sprint đầu tiên của chặng 4 từ Lạng Sơn về Hà Nội. Những đợt tấn công, một tay đua của Hà Nội. Chúng ta sẽ cùng một lần nữa theo dõi lại cuộc tranh chấp ở sprint thứ nhất từ góc quay flycam này, để hình dung rõ hơn những cuộc tấn công mà các tay đua đã thực hiện. Rõ ràng là tay đua Quang Văn Cường của Hà Nội là người đã tung nước rút sớm nhất. Chặng 4 có lộ trình 145 km, nhưng các đội mạnh chỉ thật sự tấn công trong khoảng 10 km cuối. Sau khi không đạt được mục đích trong chặng 3, tập thể Đồng Nai tiếp tục triển khai ý đồ làm một mũi tên song song với Thành phố Hồ Chí Minh để đưa về rút. Ở phía bên tay phải của nhóm các vận động viên của Thành phố Hồ Chí Minh, có lẽ đó là các đội đua của ekip quân đội hoặc là quân khu 7. Và khi mà có các đội đua tràn lên phía trên như vậy thì rõ ràng là họ đang có những tính toán để thực hiện một đợt tấn công. Từ góc quay này có thể thấy các đội đua đang xếp hàng. Ở phía bên phải của các ekip Thành phố Hồ Chí Minh là các đội đua của Yên Hồ Đồng Nai. Khi các học trò huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt còn đang bận rộn đè lại mũi tên của Đồng Nai, thì tập thể Đồng Tháp lập tức bồi thêm một đòn tấn công nữa. Nhưng khác với huấn luyện viên Đặng Ngọc Tú, chiến lược gia Trần Văn Quýt sử dụng liên hoàn kế. Đầu tiên, Phạm Quốc Cường, tay đua có khả năng bứt tốc rất tốt, tấn công lên phá thế mũi tên của Thành phố Hồ Chí Minh. Quốc Cường đẩy tốc độ lên cao, buộc các học trò huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt cũng phải tăng tốc, khiến họ rơi vào tình thế vừa ngợp tốc độ vừa rối đội hình. Những cuộc tấn công rất hấp dẫn, tốc độ của đoàn đông đang được đẩy lên rất cao. Như vậy là tiếp tục bên trái chúng ta đang thấy một đội viên đã vừa đang tăng tốc, và tiếp theo là một cả đội hình của đội Vinama Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo, một mũi tên đưa Trần Tuấn Kiệt lao lên bên cánh trái, khiến Lê Nguyệt Minh bị phân tâm, không biết phải canh Trần Tuấn Kiệt hay Nguyễn Tấn Hoài ở ngay sau lưng. Và cuối cùng, cú nhấn bàn đạp bứt tốc cực mạnh của đương kim áo xanh mang về thành quả mỹ mãn cho liên hoàn kế của huấn luyện viên Trần Văn Quýt. Họ đã bắt đầu rẽ vào phải vào đường phố Vạn Hạnh, chỉ còn 500m nữa thôi. Đây sẽ là thời điểm mà các chân nước rút chuẩn bị cho màn tăng tốc của mình. Tốc độ đã được đưa lên gần 60 km/h rồi. Tay đua Nguyễn Tấn Hoài mặc áo xanh vẫn còn ở phía sau. Lại một dàn đội hình hàng ngang của các tay đua Thành phố Hồ Chí Minh Vinama, trong đó có Lê Nguyệt Minh tay đua mặc áo vàng. Chúng ta đã thấy áo xanh đang tràn lên, áo xanh. Áo xanh Nguyễn Tấn Hoài đang chạy lên. Nguyễn Tấn Hoài đã là người về nhất.
Với việc mà không có vận viên làm lớn cho Việt Minh thì Việt Minh không có được tốc độ tốt để rút thì đâu. Thì ngoài canh đúng 200m và vượt qua Việt Minh. Tập thể Đồng Tháp có thể không mạnh bằng Thành phố Hồ Chí Minh khi làm mũi tên đưa về rút, nhưng lại lợi thế hơn khi có hai mũi nước rút so với một của Thành phố Hồ Chí Minh. Cộng với sự nhạy bén chiến thuật của mình, huấn luyện viên Trần Văn Quýt đã mang về chiến thắng chặn đầy thuyết phục để dành tặng cho người hâm mộ xe đạp đất Sen Hồng. Thành phố Hồ Chí Minh sắp lên kéo đã biết, thì tôi đã chỉ đạo vận viên là chỉ tấn công 3 cái mét cuối, là quyết tâm cấp đó có thể là thay một cái tông khác lên. Thì hồi nãy trong Đồng Tháp thì thể hiện cái đoạn đó, phải nói khi về ngoài được thành tích thì nó là rất là đúng trong cái thành tích ngày hôm nay. Chỉ mới qua 4 chặng đua nhưng chiến thuật ở đích liên tục thay đổi. Điều đó hứa hẹn một kịch bản bất ngờ hơn nữa ở chặng 5 đua vòng bờ hồ Hoàn Kiếm vào ngày mai. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình.